Красотка-следователь. Giỏi lắm. Đã múa xong chưa? Mau lên. Ê, bắt được rồi kìa. Nè. Lẹ quá vậy. Quá. À. Xếp mình. Mình. Ừ. Không tin những đây. Vậy giao hàng nha. À. Khi giao hàng phải cẩn thận đó, nghe chưa? Dạ. Đôi đầm nè. Đôi đầm hả? Đi. Đôi da nè. Lớp nè. Ê, phù hào luôn ông ơi. Nghe em nói vậy rồi. Làm gì vậy? Đưa tiền đây hả? Đưa tiền đây. Chung thì chung chứ. Đúng 7 giờ phải cập bến. Kêu các anh em 6 giờ rưỡi phải đến bến tàu. Nếu trễ thì khổ đó. Ai vậy? Đừng có đuổi theo. Cô cũng thích cái trò này nữa hả? Mình cùng nhau chơi chung nha. Thì ra cô tới đây kiếm tôi hả? Được. Tôi chơi với cô một trận.
Nè, cô la cái gì đó? Mau bắt cái con này giùm cho tôi đi, mau lên. Phụng à, coi như là tôi có lỗi đi. Cô đừng có làm như vậy nữa. Cô làm như vậy tôi thấy đau lòng lắm. Phụng à, đừng có uống rượu nữa được không? Hi, cái cô gái mới vào đây nhìn màu đẹp lắm hả? Mình đi qua bên thử đi. Đi đi qua bên đi. Đi đi. Cô Phụng à, đừng có uống nữa. Chết cha. Chết cha. Qua đây em à, ngồi đây uống rượu đi. Đi hả? Đi. Qua đây uống rượu này. Qua đây đi mà. Đi, theo tôi. Đừng cho mày nữa, đừng có đánh nữa, đi về đi mà. Chúng ta hứa sao làm vậy? Hy vọng hợp tác vui vẻ. Anh Bi rất dứt khoát, không tốn một phút thời gian nào. Tụi mình chạy đi. Em đi giải quyết cảnh sát đi. Được. Thank you.
Đồng nghiệp, hình cảnh quốc tế. Sao sếp Bùi không nói cho tôi biết? Dĩ nhiên rồi, ông sợ con làm dở cái vụ này. Mau lên để xem coi. Đi, đi. Qua bên kia đi. Giao cho tôi được rồi. Đi, đi, đi. Vất vả cho cô. Bổn phận của tôi cũng làm cho cô vất vả. Qua bên kia kiếm coi. Cô Phụng, tôi phải chuẩn cho cô phục chức. Bây giờ cô dừng nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ làm.